Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong chapter 105, trận chiến giữa chỉ đại Erza và thanh long Misaki đã diễn ra với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Trong môi trường đặc biệt, chị tóc đỏ gặp rất nhiều khó khăn, nhiều lúc tỷ lệ thắng gần như chạm đáy nỗi đau. Không chỉ bị giới hạn bởi khả năng khóa chuyển động, đối thủ còn tận dụng môi trường xung quanh tấn công theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, đứng trước nghịch cảnh, sức mạnh của tiên tử đã biến điều không thể thành có thể. Thế trận một chiều này đã đảo ngược. Đòn tấn công từ Misaki bị chặn bởi tấm khiên từng ngăn cản phát bắn thần bí từ khẩu pháo xịn sò nhất của Phantom Lord, đại pháo Jupiter. Ngay sau đó, chiến giáp từng được mệnh danh là khủng nhất, đại diện cho niềm tự hào về hội Fairy Tail, yêu tinh giáp cộng với sức mạnh từ thiên thể thuật được gia cường vào kiếm. Ma thuật vượt trội ghi đè lên môi trường, gây hiệu ứng câm lặng, nhát chém phun chí mạng, kết thúc đối thủ trong sự ngỡ ngàng. Hôm nay, mời các bạn cùng mình tìm hiểu chương 106 với tựa đề Ngọn lửa và ánh trăng. Mở đầu chapter là hình ảnh hai cô nàng trở lại với mê cung. Tuy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian quy định, Erza vẫn không thể tránh khỏi hệ quả của việc bước vào không gian xanh. Với thương tích đang có, cộng với sắp phải chịu sát thương tương đương với tra tấn liên tục trong 24 tiếng, dù có là chị tóc đỏ, người có sức chịu đựng cực cao cũng sẽ gục ngã, thậm chí trong trường hợp xấu nhất là một đi không trở lại. Vậy mới thấy năng lực từ thanh long đáng ngại tới mức nào, kể cả đánh bại ả ta cũng không có gì đảm bảo bản thân mình an vô sự khi trở lại thế giới gốc. Nếu không tìm ra cách vừa chiến đấu được trong môi trường bất lợi, vừa tránh bị thương tổn nhiều nhất có thể, cơ hội chiến thắng gần như là con số 0. Càng gặp đối thủ khó nhằn, càng thấy vai trò của Wendy quan trọng như thế nào. Cô bé có thể không mạnh mẽ như những thành viên còn lại, nhưng khả năng giải hiệu ứng bất lợi hay hồi phục vết thương luôn là cái gì đó rất OP. Có Wendy trong đội hình, những thành viên còn lại có thể thoải mái phô diễn sức mạnh mà không phải lo ngại đối phương búp bẩn hay giở trò tiểu nhân. Thêm nữa, nhiệm vụ trăm năm là nhiệm vụ liên quan tới rồng, mà loài rồng chỉ chịu khuất phục trước sát long thuật. Thiên long có thể bóp sát long thuật cho người khác, giúp họ gây sát thương cho rồng mà không cần phải là một sát long nhân. Với những yếu tố trên, nếu Wendy không tham gia nhiệm vụ trăm năm, ngay cả cơn bóp với thực long nhân đã là điều gì đó khó, chứ đừng nói tới các thần long. Erza dưới tác động từ ma thuật của Wendy, tuy vẫn chưa thể gọi là bình phục hoàn toàn, nhưng chỉ ít tình trạng đã được cải thiện. Misaki hoàn toàn bị đánh bại, kể cả gặp phải vô vàn bất lợi, Erza vẫn là Erza, vẫn chưa bao giờ khiến ai phải thất vọng. Về phần Haku, nói thế nào hai bên cũng là đối thủ, đi chung với nhau xem ra không đúng cho lắm, để cậu ta lại với đồng đội sẽ là lựa chọn hợp lý. Dù Bạch Hổ Long đột nhiên tỉnh lại sau khi biết mình sắp bị bỏ rơi, cố níu giữ hy vọng mong manh, nhưng rất tiếc số em đen lắm khi thằng anh của Crush là dân cục xúc. Hết sư phụ ngăn cản rồi tới mới thằng anh khó tánh, chẳng biết sau này còn thử thách gì nữa hay không. Kiểu này mà muốn tán được Wendy chẳng khác nào chơi game chế độ khó, sơ sẩy là mất luôn cơ hội. Cùng lúc này, nhóm Lucy chuẩn bị cho hành trình hợp mặt cùng với đồng đội mà chẳng biết đang ở phương trời nào. Với kinh nghiệm nghiên cứu bộ môn dặm bao của Nhật Bản, cái cách Vigo cố định Lucy bằng dây thừng nhìn rất quen thuộc. Nếu không phải người trong nghề, rất khó lòng đi dây tốt như thế này. Và ở đẳng cấp cao, Lucy chẳng phải lo bản thân đo đất sờ mờ lờ, chấp luôn cơ chạy nhảy trong quá trình di chuyển. Nhóm tàu hài gồm 3 thành viên đã tới được nơi sâu nhất trong mê cung. Không khí tại đây dày đặc ma thuật. Anh Lâu Lửa vẫn thản nhiên mặc dù không biết điều gì đang chờ ở phía trước. Không phải do cậu ảo tưởng, liều mạng, cũng chẳng phải không biết suy nghĩ, không biết thế nào là cẩn tắc vô ấy nấy, mà thật sự cậu đã nghĩ rất kỹ. Kể từ lúc Ignia thể hiện một phần sức mạnh, Natsu đã xác định rõ bản thân đã sẵn sàng cho một trận chiến khốc liệt. Đã xác định đánh trùm thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần, cẩn thận đã không còn là điều xa xỉ nữa mà bắt buộc phải có nếu không muốn cụ đi chân lạnh toát. Tại nơi này không khí kỳ lạ hơn so với ở trên, không chỉ có sự hiện diện của Ignia mà còn tồn tại một thứ gì đó. Thứ này không phải cái gì xa lạ mà chính là trái tim của Luật Long. Theo như lời của Ignia, dường như Dogura Magu đã có một kế hoạch gì đó. Trái tim là một phần trong kế hoạch này và nó đã mất rất nhiều thời gian để hoàn thành. Có thể về lý do này mà ngay cả lúc chết, Dogura Magu cũng phải dùng chút sức tàn để tạo ra một mê cung vô tận, ngăn cản bất cứ ai có hay không có ý định chiếm giữ trái tim. Có vẻ Hỏa Thần Long và Thổ Thần Long từng là bạn, thậm chí là rất thân thiết. Ignia cũng biết tới kế hoạch và anh cũng từng có ý định sử dụng trái tim để thực hiện. Bằng một cách nào đó, Ignia đã biết được ông bạn già đã tự mình triển khai. Anh cũng biết thời gian cụ thể cũng như vị trí chính xác của nó. Đúng thời điểm thích hợp, anh sẽ đến và thực hiện giai đoạn cuối cùng khi mọi thứ đã sẵn sàng. Chưa biết thứ mà anh nhắm tới là gì, nhưng mà nhắm chắc đó không phải là thứ vũ khí mà ban đầu Huyền Thần Long muốn sở hữu thông qua tri thức từ Luật Long. Ignia luôn cho bản thân là thượng đẳng, có cái quyền muốn làm gì thì làm, anh cũng xem thường con người, hay đúng hơn xem thường sức mạnh của con người. Bản chất anh cũng chẳng ưa gì những kẻ khác trong Ngũ Thần Long, bản tính hổ báo thích làm kẻ đứng đầu, chắc chắn suy nghĩ tiêu diệt những kẻ còn lại luôn hiện diện trong đầu.
Nhưng một kẻ kiêu ngạo như vậy không thể nào làm nhiều trò mất thời gian như trên chỉ để có được cái thứ vũ khí từ đám sinh vật mà anh chẳng coi ra gì, kể cả nó đem lại sức mạnh hủy diệt như những gì Ngụy Thần Long từng tự tin nhận định. Kẻ bài trừ loài người như Hỏa Thần Long sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện này. Theo mình, trái tim không phải dùng để tìm ra vũ khí tối thượng, mà nó được dùng để cung cấp năng lượng cho một thứ gì đó còn siêu cấp viral hơn thế nữa. Ignia muốn cắt đứt thông tin duy nhất dẫn tới thứ vật chất do con người tạo ra. Anh chẳng hứng thú với nó, và nó cũng đã hết giá trị sau gần ấy thời gian cung cấp năng lượng. Đang trong thời điểm nhạy cảm, Celine đột nhiên xuất hiện, gửi lời chào thân thiện sau khoảng thời gian dài không gặp mặt. Đúng như những gì mình dự đoán, bản thân Ngụy Thần Long biết rõ vị trí trái tim, nhưng muốn giải trí tiện thể thử thách Hắc Sắc Long nên mới bày ra cái trò chọn nhau giữa hai bên. Nếu không có sự xuất hiện của Ignia gây biến động trong kế hoạch, Celine cũng chẳng đến đây làm gì, trong khi kịch hay vẫn còn đang diễn ra. Theo những gì được nhắc tới, khả năng cao cái thứ vũ khí mà Luật Long từng lo lắng chính là một sản phẩm được tạo ra để tiêu diệt loài rồng. Chưa biết số lượng cụ thể là bao nhiêu, nhưng chắc chắn nó không phải một cá thể đơn lẻ mà là nhiều loại vũ khí, hoặc một loại vũ khí có số lượng nhiều như phay. Sở dĩ Ngụy Thần Long tự tin nếu có nó trong tay, vì tiêu diệt các thần long còn lại dễ như trở bàn tay, do trước đây ả từng chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của nó. Elepsiria biết rõ về nó, có thể do ông từng sử dụng, cũng có thể do ông là một trong những người chế tạo. Nó sức mạnh quá lớn, khó kiểm soát, ông đã phải giấu nó tại một nơi mà ngay cả các thần long cũng không biết tới. Điều này cũng giải thích vì sao ông biết tới nó, ngay cả khi ông còn chưa bị long hóa. Hỏa Thần Long biết rõ ý định của chị Nguyệt, nhưng anh chẳng quan tâm, vì thứ anh muốn sở hữu là một thứ khác. Vừa không còn giá trị, không phải mục tiêu, lại vừa để chọc tức kẻ địch. Ignia thiêu đốt trái tim trong sự bất lực của Celine. Trái tim bùng nổ như chũa lừa, Elepsiria cũng nằm bất động. Chưa biết Luật Long có xanh cỏ hay không, nhưng bao năm sống mà không có trái tim, ông vẫn sống được, thì việc mất đi cũng không ảnh hưởng. Có chăng là ông sẽ chẳng bao giờ có lại sức mạnh như thời đỉnh cao. Mất trái tim xem như mất cách tốt nhất để biết thông tin về vũ khí tối thượng, vì hiện tại Elepsiria là người duy nhất biết tới nó. Với tính cách của ông, chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra vị trí, dù có phải hy sinh cả mạng sống. Có thể nói Celine đã quá tự tin vào những gì bản thân đã tính toán mà không lường trước một sai số rất lớn mang tên Hỏa Thần Long Ignia. Nếu Lương Thần Long muốn tiếp tục cao tay giải quyết nhanh gọn như những gì đã từng thể hiện thì đã chẳng có tình huống cay cú như ngày hôm nay. Sai lầm thì ai cũng có, thế nhưng sai lầm vào những thời khắc quan trọng mang tính tự hủy như này thì chỉ còn biết cách trách bản thân đã quá tự cao mà thôi. Nói đến cao tay thì phải nói tới Ignia. Dường như kế hoạch sử dụng trái tim Luật Long ban đầu là kế hoạch của anh, nhưng người thực hiện lại là Dogura Magu. Rất có thể Hỏa Thần Long đã chia sẻ kế hoạch này với Thổ Thần Long với lý do phục hưng gia tộc, đem loài rồng trở lại vị thế của kẻ thống trị. Bị dụ dỗ về tương lai tươi đẹp dành cho Long tộc, Dogura Magu đã lựa chọn hy sinh bản thân vì đại cuộc mà không biết rằng đây chỉ là kế hoạch bên trong kế hoạch của Ignia. Sự hy sinh của ông sau hàng trăm năm đã giúp Ignia hoàn thành mục tiêu, đạt được mục đích mà chẳng phải đánh đổi bất cứ thứ gì. Ngụy Thần Long đã đoán được ý định đằng sau kế hoạch bí ẩn và dường như chị cũng chẳng muốn điều này xảy ra. Cả hai đều có lý tưởng riêng và hai lý tưởng này hoàn toàn đối lập. Một kẻ muốn về phe con người, kết thúc thời đại của loài rồng để bản thân trở thành kẻ hùng mạnh duy nhất được những kẻ khác tôn thờ. Một kẻ muốn bài trừ con người, đem thế giới quay trở lại thời kỳ thống trị của loài rồng, trở thành vua của các vị vua. Khi ngôn từ bất lực cũng là lúc bạo lực lên ngôi, cả hai thay hình đổi dạng chuyển sang dạng rồng, chuẩn bị cho một trận combat trước sự chứng kiến của Natsu và Suyaku. Theo tình hình này, cả hai sẽ chiến đấu một trận thật sự nghiêm túc, giống như lần Ignil khô máu với Agnonosia, chứ không đơn giản là câu giờ như trận Agnonosia với Irene. Cả hai đã hiểu sức mạnh của đối phương như thế nào, lại còn chiến đấu ở dạng mạnh nhất, chắc chắn sẽ không có chuyện đùa giỡn ở đây. Tuy vậy, cả hai thừa biết nếu khô máu, một trong hai sẽ ăn chuối cả nải, người còn lại kiểu gì cũng ngáp ngáp. Lúc đấy, những kẻ cơ hội sẽ thừa lúc đục thả câu, nhất là mấy đứa sát long nhân đang có mặt tại đây. Họ vẫn sẽ đánh nhau, chủ yếu là phô diễn sức mạnh rằng mặt mấy đứa có ý định hạ bệ bọn họ, cho bọn nó biết cách biệt giữa hai bên chênh lệch tới mức nào. Thêm nữa, mục đích của Ignia cũng đạt được rồi, đánh nhau mất thời gian, thiệt hại nhiều hơn là được lợi. Celine cũng là kẻ mưu mẹo, biết khi nào nên đánh, khi nào nên rút, kèo khó là đánh bài chùa ngay, chứ ở lại cũng chẳng giải quyết được vấn đề vũ khí tối thượng. Nói tóm lại, trận chiến này rất đáng xem, nhưng sẽ không ai phải bỏ mạng, vì mỗi thần long sẽ là boss của một ác, ngõm lúc này lại phí bao công sức xây dựng. Đặc biệt là chị Nguyệt, đây là ác mà chị được đầu tư làm boss cuối, ra đi mà chẳng có mục đích gì lại khiến độ lương của chị trở thành vô nghĩa. Chị mong trận chiến này phô diễn nhiều tí, chứ mấy thần long toàn họ nhà Lương chẳng ra dáng sinh vật mạnh ngang Agnonosia ở chỗ nào cả. Vừa rồi là những phân tích và bình luận của mình về chương 106. Nếu thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên ấn like, cũng subscribe để ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.